Xin chào các bạn đến với kênh của mình. Tiếp theo video hôm nay thì mình sẽ đi ra vườn, mình hái tiếp cái đậu leo bữa trước. Hôm nay thì bắt đầu mình lại thu hoạch lần 3 rồi các bạn ạ. Lần hôm trước là lần 2 thì mình không quay, hôm nay thì mình sẽ quay lần 3 cho các bạn xem. Như video trước thì các bạn đã biết đấy, mình để lá nó rất là nhiều. Nhưng mà đợt này mình đã vặt nó cho nó thoáng cây rồi các bạn ạ. Để lá nhiều nó sẽ không tốt. Nó sẽ tập trung nó nuôi lá hết, nó không nuôi quả nhé. Mà khi chúng ta đi thu hái quả thì nó sẽ bị lấp. Mà hôm nay thì mình sẽ thu tiếp những cái quả đủ độ tuổi. Chung đối với đậu leo này thì mình phải thu hoạch 2-3 ngày một lần các bạn. Hôm trước mình thu hoạch một lần rồi các bạn. Hôm nay lại tiếp tục thu hoạch cho bạn. Nói chung là lúc này đậu rất là non và nó không có sâu các bạn. Tranh thủ mình thu hoạch cái lúc nó chưa có sâu này. Lúc nó có sâu nhiều rồi lấy về mình làm rất là lâu các bạn. Đây, những quả đậu rất là ngon các bạn ạ. Không già và cũng không non quá các bạn. Nó mới để già ăn nó rất là cứng các bạn, nó không ngon. Mình lấy ở cái độ tuổi nó vừa phải thôi. Về mình chế biến thì nó sẽ ăn nó sẽ ngon hơn các bạn. Nó ở trên này, lớp ở trên này cũng rất là nhiều các bạn. Đối với đậu leo này thì mình cứ sơ suất độ 3-4 ngày mình không lấy là quả nó sẽ căng tròn nha. Căng là hạt bên trong nó to là mình ăn nó không được ngon các bạn. Mình thì hay khai thác ở cái độ tuổi nó dẹt dẹt như này. Về mình chế biến nó ăn nó mềm mại các bạn. Để quả nó to rồi, hạt nó to rồi về mình chế biến ăn nó rất là cứng các bạn, nó không được ngon. Nói chung là mỗi đợt lấy được ít các bạn. Nhà ít người, có 2 người thì lấy mỗi một đợt này ăn cũng thoải mái các bạn ạ. Chung rau thì mùa này nó rất là nhiều loại rồi. Nhưng mà những rau cải mới lại bắp cải mùa này ăn nó cuối vụ rồi, ăn nó không ngon nữa rồi các bạn. Giờ ăn đậu luộc, đậu xào này. Cái su hào cái bắp mùa này nó cứng lắm, mình không thích nữa. Cả rau cải, rau cải cho mình rất nhiều lúc này. Hầu như chả ăn, trồng lúc này bỏ ấy. Đầy vườn các bạn. Mùa nào thức đấy, mình phải ăn rau theo mùa mới ngon. Trung đậu này thì bây giờ nó cũng gần cuối mùa rồi chứ không phải đầu mùa, nhưng mà ăn đậu thì nó vẫn ngon hơn các bạn. Ăn đậu leo nó vẫn ngon hơn. Su hào cái bắp bây giờ nó thật với các bạn đi, ăn nó rất là cứng. Không còn ngon nữa. Tới đây là mình lại chuyển trồng loại rau của mùa xuân, mùa hè, thay thế cho cái rau mùa đông này các bạn. Rau mùa đông này bây giờ ăn là không còn được ngon nữa. Đậu này thời gian thu hoạch cũng không được bao nhiêu đâu các bạn. Chỉ một thời gian nữa là nó hết. Giờ thì mình phải kế tiếp trồng rau mùa xuân và mùa hè. Thì đầu vụ ăn nó mới ngon các bạn, lạ miệng. Này, lúc này không có sâu đâu các bạn. Quả này thì nó chưa được to lắm nhưng mà thu hoạch được rồi các bạn. Lúc này vặt bớt lá đi rồi các bạn. Việc thu hái những cái quả đậu này nó rất là dễ dàng, không phải coi như là vạch lá để tìm như cái lúc mà lá nó rậm rạp rồi các bạn. Và cây nó cũng tập trung dinh dưỡng, nó nuôi quả nó nhanh to hơn là mình để coi như là rậm rạp.
Đúng ra đậu này người ta thu hoạch thì nó nhiều đợt rồi. Người ta trồng sớm nhưng mình trồng muộn. Trồng muộn quá thì bây giờ mình thu hoạch. Nó cũng cũng sắp coi như là hết mùa rồi các bạn. À, đối với những người người ta trồng người ta bán ấy, thì người ta trồng sớm các bạn. Trồng sớm thì người ta thu hoạch lúc này là quả nó gần hết rồi. Mình thì trồng muộn các bạn, trồng phục vụ gia đình, trồng muộn. Nên là có lúc nào thì mình thưởng thức bây giờ các bạn. Mưa nhiều quá đôi quả bị thối các bạn này. Thời tiết nó mưa nhiều quá. Mưa nhiều lồm ẩm. Lấm nó leo lên các bạn. Mình không dùng loại thuốc gì đâu các bạn. Nói chung là đậu này rất là sạch. Không dùng một chút thuốc hóa học này. Mà nó chưa có sâu đâu các bạn ạ. Trẻ đi không à, 1-2 ngày nữa là miền Bắc lại rét các bạn. Nó rét thì cái quả này nó sẽ chậm lớn và nó sẽ cứng các bạn. Lúc mưa rét đi lấy ngại lắm các bạn. Nhà ở vườn nhưng mà mưa rét đi lấy quả rất là ngại. Hái đợt này thì chắc phải tầm độ 2-3 ngày nữa thì mới lại có để hái các bạn. Đấy, đi chưa hết một mé đây các bạn này. Đã được từng này rồi. Hôm nay thu hoạch sẽ được nhiều hơn mọi hôm. Hôm thì nó ít hơn các bạn. À, các bạn chăm sóc cái đậu leo này các bạn cũng không nên chăm sóc tốt quá các bạn. Nghe ra mà tốt quá thì nuôi lá các bạn. Mà không vặt lá đi thì nó nuôi lá hết, hoa ít quả ít. Mà trồng nó mà xanh tốt quá thì các bạn vặt lá đi. Vặt bỏ lá để cho nó thông thoáng, để nó tập trung dinh dưỡng để nó nuôi quả. Việc mình thu hái nó cũng dễ dàng các bạn. Các bạn đi mua thường thường người ta bán ở ngoài thị trường là cái quả người ta lấy nó rất là già. Nó căng tròn rồi các bạn. Vì người ta bán theo cân thì nó nặng cân. Còn đối với mình thì lấy về để ăn thì mình chỉ lấy quả nó dẹt dẹt như này thôi các bạn ạ. Nhà không để quả to. Quả to vừa cứng để ăn lại không được ngon. À, mình trồng để mình ăn. Thời điểm nào mình thu hoạch cái quả nó chế biến ngon nhất thì mình thu hoạch các bạn. Còn các bạn đi mua thì không bao giờ có được như ý của mình đâu. Những người này, người ta trồng, người ta bán kinh doanh, người ta bán thì người ta muốn nặng cân thì người ta để quả nó sẽ to hơn một chút. Thì hạt bên trong nó to thì nó mới nặng cân các bạn. Thì còn mình trồng mình ăn thì mình cứ ăn ở mọi lứa tuổi các bạn ạ. Khi là lấy quả nó còn bao tử một chút, nhỏ nhỏ một chút về mình chế biến món ăn nó ngon hơn. Rất là dễ trồng các bạn. Để mà nói trồng đậu này để mà làm kinh tế bán ra ngoài thị trường thì có chung là cũng rất là lời các bạn. Thời gian thu hoạch thì nó có ngắn thật đấy, nhưng mà một gói hạt nó không đáng bao nhiêu đâu các bạn. Nó rất là rẻ. Mình về mình trồng là thu hoạch đều đặn.
trồng có một gói nha các bạn, một gói hạt này. Thao thu hoạch. Cái đậu này các bạn cũng để giống được, nếu các bạn ở cái vùng mà mua hạt nó khó thì các bạn trồng, xong các bạn để những quả già dưới gốc. Các bạn trồng cái vụ sau cũng được. Hôm nay thì mình để hạt thì mình trồng cũng được, nhưng mà nó không bằng mình đi mua cái hạt F1 của người ta bán ở ngoài thị trường. Trồng là rất dễ. Các bạn mà ngại làm cái trụ này thì các bạn mua cái loại đậu vàng. Đậu vàng thì nó không neo các bạn. Đậu vàng nó không neo, cái đậu đấy ăn cũng ngon. Nhưng bây giờ thì ít người trồng các bạn, giờ đa số trồng đậu xanh. Đậu vỏ vàng nó ăn cũng rất là ngon. Đặc biệt là cây nó không cần phải làm trụ leo. Mấy quả nó chảy lốt các bạn, vẫn bị này lay hoay một lúc đây các bạn này, đã hái được từng này rồi đây các bạn này. Một cái giá nhựa đầy rồi đây các bạn này. Video của mình đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một đăng ký kênh và nhớ ấn chuông thông báo để đón xem những cái video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.